xóm biển ở thành phố Phan Thiết có cuộc trùng phùng đẫm nước mắt giữa bốn ngư dân may mắn đầu tiên trở về sau hành trình 9 ngày đầy hải hùng. Như vậy, 9 trong số 15 ngư dân gặp nạn may mắn trở về. Họ hạnh phúc vỡ òa vì được đoàn tụ với gia đình, nhưng lại đớn đau vì chứng kiến người thân, bạn thuyền phải nằm lại giữa biển khơi. Một phần tình cảnh nguy nan và xúc động này được anh Lê Thanh Toàn, thuyền trưởng tàu 96935TS, cũng là người đưa 4 cư dân đầu tiên trở về từ cõi chết, kể lại. Cập bến cảng Cáp Quy Nhơn, sau nhiều ngày nỗ lực cứu 4 ngư dân Bình Thuận, thuyền trưởng và các thuyền viên tàu cá Bình Định 96935TS nở nụ cười rạng rỡ vì cứu được 4 người giữa lúc thập tử nhất sinh trên biển. Đang trên đường chạy về Quy Nhơn là gặp mấy ông đó là lúc là 1 giờ 10 phút ngày 19. Trong tình trạng là gió dông mưa cấp 5 cấp 6. Gặp một cây sào đỡ lên chứ thấy 4 người ở trên thúng, một cây sào rồi thấy vậy rồi ghi chạy tới rồi thấy 4 ông nằm trên thúng rồi bạc dây kéo rồi nhờ mười mấy anh em mình lau lên thôi. Lúc đó là hơn 1 giờ chiều ngày 19 tháng 7, sóng lớn và gió rất to. Khi tàu đánh cá chạy lại gần thì thấy 4 người, 3 người nằm bệt dưới đáy thúng, chỉ còn một người ôm cây sào lắc qua lắc lại. Khi 4 người dân được đưa lên tàu, ai nấy cũng đều kiệt sức, toàn thân rũ rượi vì đã 10 ngày lên đên trên biển, đói khát và sợ hãi. Trên người họ không còn quần áo gì phải cởi ra hết, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất là rơi xuống biển và bơi. Mấy ông bước vô gần tới ghi mình là lên là coi như ông nào cũng khép hô đó. Thì cứ vài tiếng ngày đút sữa đút cháo, cứ theo phiên lần lần, rồi sau này ba ông kia mấy ông tỉnh táo rồi bắt đầu mấy ông hỗ trợ lẫn nhau, tự mấy ông chăm chắc vào ông. Ngay sau khi cứu được các ngư dân, anh Toàn lập tức báo về đất liền để được hỗ trợ. Tuy nhiên, thời gian để tàu cảnh sát biển tiếp cận với tàu cá ứng cứu 4 người dân là rất lâu. Trong thời gian này, mọi người trên tàu cá ai cũng căng thẳng. Mọi người còn sẵn lòng nhường chỗ cho 4 người dân nằm nghỉ thoải mái. Toàn bộ quần áo, gối mền đều dành hết cho họ. Lật đặt nấu cháo, đút sữa, đồ đút nước yến, đồ cứ lâu lâu cỡ nửa tiếng rồi vậy là đút cho ông ít muỗng để cho ông hầu từ 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 rồi qua một đêm đó là ông cũng nghỉ được rồi ngày mai là gặp chào cảnh sát biển là đưa quân y qua, quân y cũng chăm sóc cho với ông. Sau đó tàu cảnh sát biển tiếp cận được và đưa các ngư dân về đất liền an toàn. Anh Lê Thanh Toàn cho biết từ lúc cứu được 4 ngư dân cho đến khi đưa vào được đất liền, anh và các thuyền viên hồi hộp đến nghẹt thở. Một phần vì sức khỏe của 4 ngư dân rất yếu, một phần vì sóng to gió lớn quá, tàu phải chạy hết công suất để về đất liền sớm chừng nào hay chừng nấy, đến nỗi nhiều lúc máy móc như muốn bốc cháy. Chính tình người không thể đong đếm của những anh em bạn nghề biển như anh Toàn góp phần cứu sống 4 ngư dân Bình Thuận, cứu cho 4 gia đình thoát khỏi cảnh tang tóc đau thương. Trong vụ chìm tàu này, có 6 ngư dân không may mắn vĩnh viễn ra đi nhiều ngày chống chọi giữa biển cả khi không có đồ ăn thức uống. Người thân trên đất liền vẫn mong một ngày tìm được thi thể họ đưa về chôn cất.